Chào bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ nói ba thuật nhìn người vô cùng chuẩn xác của cổ nhân. Đây là những cái nội dung được trích trong một cuốn sách và được lược dịch lại. Thì mình xin lược dịch như sau. Người xưa đã dạy rằng ấy là hóa hộ, họa bì, na họa cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Mỗi ngày chúng ta đều phải làm việc, giao tiếp, hợp tác với rất là nhiều người có những cái tính cách khác nhau. Vậy mà đôi khi ta không có một chút khái niệm nào về nhìn người cả. Đấy. Hãy nhớ rằng ba thuật sau có thể đánh giá con người một cách chuẩn xác nhất. Ba thuật sau đây. Một là dùng thời gian để nhìn người. Người xưa có câu là thức lâu mới biết đêm dài, chơi lâu mới biết người nào là cố nhân. Để hiểu rõ tính cách của một con người thì chúng ta cần phải tiếp xúc lâu dài, cần phải giao lưu trong một cái thời gian rất là dài. Đấy. Dùng thời gian thường để dễ nhận ra có mấy cái loại người sau đây. Loại người đầu tiên là không thành khẩn. Đấy. Vì anh ta không thành thực, do vậy lúc đầu ấy thì rất là nhiệt tình. Đấy. Sau đó lại thờ ơ, lúc đầu thì thân thiện nhưng sau đó lại tỏ ra là xa lạ. Đấy. Loại người thứ hai là loại người nói dối. Nói dối lâu, sau đó thì người ta có câu là cây kim để trong bọc lâu ngày nó cũng lộ ra thôi. Sau đó sau thời gian thì nó sẽ lộ ra và nó lộ ra kẻ hở từ đầu đến cuối luôn. Đấy. Dùng thời gian chính là cái công cụ sắc bén để kiểm nghiệm một cái lời nói dối nào đó. Đúng không? Người mà lời nói không đi đôi với hành động, đây là cái loại người thứ ba. Loại người này nói và làm là hai chuyện hoàn toàn nó khác nhau. Đấy. Và dùng thời gian là cách nhận biết để phát hiện ra sự không đồng nhất giữa lời nói và hành động đấy. Có thể nói có người ngay từ lần tiếp xúc lần thứ hai, lần thứ ba thì ta đã hiểu thấu ở bên trong, nhưng cũng có người chúng ta phải chơi với họ là 2-3 năm thì con người thật của họ mới được bật mí. Bởi vì sao? Bởi vì họ có tài che giấu. Đấy. Có cái gì đó sâu kín ở bên trong làm cho ta không thể nào hiểu rõ được. Do vậy khi tiếp xúc với người lạ giống như tiếp xúc với một miền đất mới, chúng ta không nên quá vồn vã với người lạ, mà nên lùi vài bước, dành cho mình có cái thời gian để nghe ngóng, để quan sát, để tìm hiểu, để học hỏi. Đấy. Đây là cách bảo vệ bản thân tối thiểu nhất mà bạn cần phải làm. Cái thứ hai là nghe ngóng để nhìn người. Đây là cái phương pháp, cái thuật thứ hai. Đấy. Bạn có thể tập hợp những cái nhận xét của mọi người xung quanh về đối phương để tìm ra những cái điểm tương đồng. Qua đó bạn sẽ hiểu rõ một cách khái quát về tính cách thật của anh ta. Điểm tương đồng giữa các nhận xét cũng có thể là điểm chủ yếu trong tính cách của anh ấy, của người đó. Nên tham khảo nhiều đối tượng như bạn bè, đồng nghiệp, người thân nữa nhé. Bạn sẽ nhận ra được cái nhiều điểm chung về tính cách, nhiều điểm riêng biệt về tính cách, về bộ mặt của con người đó. Yếu lĩnh thứ ba, cái vấn đề thứ ba là bạn dùng ham muốn để nhìn nhận một con người. Người xưa quan niệm bản tính thật của con người sẽ được bộc lộ khi tiếp xúc với thứ mà mình thực sự ham muốn. Tức là bản năng, bản tính họ thực sự sẽ được bộc lộ qua cái ham muốn thực sự, qua cái sự vật thực sự. Có người thì thích tiền, có người thì thích cái đẹp, có người thì thích sự nhàn hạ, có người thì vì đam mê, vân vân. Chẳng hạn như người ham ăn sẽ không kiềm chế được trước các món ăn ngon. Người háo sắc thì sẽ tỏ ra thích thú với người đẹp. Kẻ hám tiền thì sẽ sáng mắt khi thấy của cải, vân vân và vân vân. Nhờ vào những sở thích đấy mà con người có thể tìm ra, mà chúng ta có thể tìm ra được cái đặc trưng tính cách của người đó. Và thông qua đó chúng ta có thể tìm cách đối xử, biết cách ứng xử, biết cách giao lưu, biết cách
đối xử và hành động sao cho nó phù hợp và cất nhắc cái con người đó vào một cái vị trí nào đó. Như vậy mình vừa nói, mình vừa lược dịch, lược thuật lại ba thuật nhìn người. Ba thuật này không phải được mình sáng tạo ra mà là nó có ở trong trong sách, nó có ở trong trong nhiều các buổi thuyết giảng của thầy mình. Và hẹn gặp lại bạn ở cái buổi chia sẻ lần lần tiếp theo.